Anh Trần Văn Phán được mệnh danh là tay sát cua bởi biệt tài bắt cua điều luyện. Chỉ cần một chiếc mốc dài 80cm và chiếc xẻng nhỏ để săn cua đồng. Mỗi ngày, bỏ ra vài giờ lội đồng, anh Trần Văn Phán đã nhanh chóng bắt được hàng trăm con cua. Hàng có cua thì nó có cái dấu cua nó bự đụng ra đó. Giờ mình bắt rất quen rồi, gài mấy cái hang gặp cặp nước, gặp cái hang mình cũng biết có cua nữa. Đụng cua là mình gà xuống dạ lượng, mình bóp cái tay bóp chặt cua là mình kéo ra là nó không có kẹp được. Thì mình cũng cố gắng bắt đâu rồi vì mình bán. Nhiều mình đi mau về, còn cua ít thì đi có khi 6-7 tiếng mới đủ bán. Vào mùa mưa, cua đồng sinh sôi phát triển. Anh Phán đi dọc theo mương nước ở cánh đồng thuộc xã Núi Voi, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên tìm bắt cua. Khoảng 20 con cua đồng, cân nặng 1 ký. Cũng nhiều anh em bắt lắm, nhưng mà bắt cũng không có được cua như là cái biệt tài của anh. Cũng là đào hang trên mặt ruộng bắt cua đồng. Anh đi tí xíu, chừng vài tiếng đồng hồ là 4-5 ký, 5-6 ký là chuyện mình được. Con cua người ta cái cây người ta quéo, người ta móc ra nó gãy càng. Còn nó cái tay nó vô, cái miệng hang nó ốp vô thì nó kéo con cua ra. Coi như là nó bắt con cua bởi gì cho nên là con cua nó nguyên càng như vậy. Đó. Anh Phán bắt cua mang về cho vợ nấu bún riêu, bán cho thực khách. Số còn lại anh mang ra chợ bán để tăng thêm thu nhập. Cua đồng vùng Bảy Núi được xem là đặc sản quê hương, là nguồn thức ăn sạch, giàu chất dinh dưỡng.